Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tăng mạnh từ 2 tới 5.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá tiêu trong ngày hôm nay ghi nhận tăng mạnh sau nhiều ngày liên tiếp chững giá, lên mốc cao nhất 116.000 đồng 1 kg tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Thương lái tại Đắk Lắk đang thu mua ở mức 113.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu chia xe Gia Lai hiện ở mức 113.000 đồng 1 kg, tăng 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu tại Đắk Nông hôm nay ghi nhận mức tăng 2.000 đồng 1 kg, lên mức giá 113.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng tăng mạnh. Bà Rịa Vũng Tàu tăng tới 5.000 đồng 1 kg, lên mức 116.000 đồng 1 kg. Và khu vực Bình Phước lên mức 114.000 đồng 1 kg, tăng 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê trong nước tăng 1.600 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 105.600 đồng 1 kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 105.800 đồng 1 kg. Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 105.400 đồng 1 kg. Đắk Nông, cà phê cao nhất ở mức 105.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện Di Linh, Lâm Hà được thu mua ở mức 105.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư Mờ Ga, cà phê được thu mua ở mức 105.600 đồng 1 kg. Còn tại huyện Ia Hở Leo và thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 105.700 đồng 1 kg. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo quy định. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nguồn tài nguyên sinh thái vô cùng quan trọng, có giá trị cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là vũ khí sống còn để thích nghi với biến đổi khí hậu. Quy hoạch này cũng liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, được lập trong bối cảnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh đang triển khai đồng bộ. Quy hoạch đặt mục tiêu đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc từ 42 đến 43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng, phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, trồng rừng bình quân phấn đấu đạt 238.000 ha một năm. Thưa quý vị, báo cáo của Cục Lâm nghiệp mới đây cho biết tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có hơn 14,8 triệu ha rừng, trong đó có gần 10,2 triệu ha rừng tự nhiên, hơn 4,6 triệu ha rừng trồng. Độ che phủ rừng 42,02%, hơn 3,1 triệu hectare rừng đã được giao cho các hộ gia đình quản lý, bảo vệ, trồng rừng và phát triển, khoảng gần 1,5 triệu hộ nông dân đã được giao rừng. Tiếp tục là một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang mới đây đã có công văn đề xuất Bộ Công Thương có cơ chế chính sách cũng như tăng cường trao đổi để thúc đẩy hoạt động giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Thanh Thủy, Xín Mần, Sampun thuộc địa bàn của tỉnh này. Thông tin từ tỉnh Hà Giang, cửa khẩu Sampun thuộc địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc được chính thức mở vào tháng 10 năm 2023 để thông thương hàng hóa nhập khẩu với cửa khẩu Điền Bồng thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Còn cửa khẩu Xín Mần thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam thông thương với cửa khẩu Đô Long thuộc huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu ở hai cửa khẩu này còn thưa thớt. Báo cáo của Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này cũng đã giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng công tác mở cửa thị trường cần nhiều bước kiểm tra kỹ thuật, đàm phán, đánh giá rủi ro nên tốn nhiều thời gian, nguồn lực. Do đó, cơ quan chức năng cần đánh giá thứ tự ưu tiên để trao đổi, đàm phán với cơ quan chức năng của Trung Quốc. Thưa quý vị, sau sầu riêng, gạo tiếp đến là mặt hàng cà phê, tiêu, lợn sống đang rất nóng về giá trong những tháng đầu năm. Nông sản tăng giá, nông dân mừng vì lợi nhuận cao hơn. Song bài toán nên tăng đàn, mở rộng diện tích thêm hoặc chặt cây cũ trồng cây mới hay bài toán cân đối chi phí đang là vấn đề lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Nhận định về tình hình cũng như là diễn biến của thị trường hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã nêu quan điểm giá cả đầu ra luôn là điều chúng ta không quyết định được bởi quy luật cung cầu. Nhưng có một điều mà chúng ta quyết định được đó là giảm chi phí đầu vào, kéo giảm đầu vào một đồng, tức là có thể thu nhập tăng thêm một đồng. Muốn giảm chi phí, giảm rủi ro về giá và đầu ra, các bên, các nhà cần phải có tư duy hợp tác.
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, bà con nông dân cần vào hợp tác xã để mua chung nguyên vật tư đầu vào. Nhìn thực tế thì chúng ta đều thấy rằng rủi ro về giá hầu hết là người nông dân không vào hợp tác xã, không tiếp cận được các nguồn hỗ trợ. Do vậy, khi chúng ta nhìn ra cấu trúc ngành hàng thì cần nhìn ra trên một đơn vị diện tích sẽ tăng bao nhiêu giá trị, chứ đừng nghĩ rằng hạt gạo hôm nay giá bao nhiêu. Bởi giá lúa lên đến một mức nào đó cũng sẽ dừng. Vậy nên nông dân cần biết cách phát triển trên một đơn vị diện tích này, có thể trồng thêm cây này, nuôi thêm vật kia để gia tăng thêm giá trị. Thưa quý vị, là sự kiện trọng đại nhất với Phật tử khắp thế giới, hai ngày nay, Đại lễ Phật Đản được tổ chức trang nghiêm với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa tại rất nhiều chùa và các cơ sở tu viện. Và tại Nam Bộ, mùa Phật Đản năm nay, hàng ngàn Phật tử và du khách đã tìm về núi Bà Đen để tưởng nhớ Đức Phật và tỏ lòng tôn kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu, một biểu tượng tâm linh của người Nam Bộ. Chương trình nghệ thuật kính mừng Đại lễ Phật Đản được tổ chức quy mô giữa không gian linh thiêng trên đỉnh núi vào 20 giờ sáng và chiều. Đây là thời khắc để nhân dân hướng về lòng từ bi, công đức và hành trình thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni. Chương trình nghệ thuật cũng sẽ đưa du khách đến với hành trình khám phá đặc sắc văn hóa bản địa Tây Ninh và miền Nam Bộ qua các điệu múa trống chay dăm, nhạc ngũ âm mang đặc trưng của người Khmer. Mình muốn cầu bình an. Không khí rất là thoáng mát. Rồi cảnh vật thì rất là đẹp, rất là hùng vĩ, ngoài sức tưởng tượng của mình. Hoạt động văn hóa tâm linh được Phật tử và nhân dân chờ đón nhất tại núi Bà Đen trong mùa Phật Đản năm nay là Đại lễ Dâng Đăng. Hàng ngàn ngọn đăng do chính tay Phật tử và du khách viết lời nguyện ước được thắp sáng trên quảng trường rộng lớn dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Trong không gian huyền ảo, các ngọn đăng được thắp sáng lung linh, thả trôi trên dòng nước, chính là lời nguyện ước bình an, hạnh phúc dâng lên Đức Phật. Dịp này, du khách lên đỉnh núi Bà Đen cũng được chiêm ngưỡng cây Bồ Đề vàng cao 3,6m, được mạ vàng 24K trong triển lãm cây Bồ Đề Cát Tường do Công ty Cổ phần Mai Vàng Dục Việt phối hợp với khu du lịch Sân Vua Bà Đen tổ chức từ ngày 30 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2024. Trong văn hóa Phật giáo, cây Bồ Đề là biểu trưng cho sự chứng ngộ của Đức Phật khi vào hơn 2.600 năm trước, Ngài đã tọa thiền và thành tựu giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Bởi vậy, chiêm bái cây Bồ Đề vàng ngay tại ngọn núi cao nhất Nam Bộ là một sự trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với Phật tử và du khách trong mùa Đức Phật Đản sinh. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ban hành thông tư số 04/2024 quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Đáng chú ý, thông tư số 04 quy định cụ thể hình thức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Theo thông tư số 04, việc kiểm tra đột xuất được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau: có chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên nước qua thông tin, số liệu quan trắc, giám sát, báo cáo của tổ chức cá nhân, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm gây suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, sụt lún, gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Kiểm tra đột xuất cũng được tiến hành khi có phản ánh kiến nghị của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan, các phương tiện truyền thông thông tin và các nguồn thông tin khác. Ngoài ra, thông tư số 04 cũng quy định cụ thể về việc tổ chức thực hiện một cuộc kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 433 về kiện toàn thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định này, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công thêm nhiệm vụ mới là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan là Phó Chủ tịch Hội đồng.